sinh viên xa nhà thiếu thốn đủ thứ lắm, đang từ những đứa trẻ được phủ quanh bởi vòng tay phụ huynh, được yêu thương thì học xa nhà phải tự lực cánh sinh, làm hết mọi việc mà không người nào kề bên. Sống trong cảnh thiếu thốn, nhiều người mới phân biệt rằng có những thời điểm mình không biết quý trọng tình cảm của tương đối nhiều người, đôi lần giận dỗi nào đâu có biết phụ huynh đau lòng đến nhường nào. Mới đây, trên trang Bắc Kinh Xây Confession, một nam sinh đã share mẫu chuyện về chính trải nghiệm đầy đau lòng của bản thân mình khi không biết quý trọng tình cảm mà phụ huynh dành cho mình. Bức xúc trước chuyện nam sinh xấu hổ vì mẹ làm lao công mái ấm gia đình quá nghèo. Ảnh Internet. Mở đầu mẫu truyện, nam sinh cho rằng mình rất tự ti về yếu tố hoàn cảnh mái ấm gia đình. Vốn sinh ra trong một mái ấm gia đình không tồn tại đương kim, mẹ làm lao công còn bố đi làm việc xa, nhà sụp sệ không khang trang như nhiều người, nên trừ mấy thằng bạn chơi từ nhỏ tuổi gần nhà ra thì lũ bạn ở xa chả lúc nào dám dẫn về nhà chỉ vì xấu hổ với yếu tố hoàn cảnh nhà mình. Thậm chí nhớ lại có những ngày gặp mặt mẹ trên đường khi đi cùng lũ bạn, mình đã cố đi qua thật nhanh để tránh né mọi ánh mắt, để không người nào nhìn thấy, để không người nào biết rằng người phụ nữ đứng kia là mẹ mình. Có những lần mẹ khoát tay khi quất bộ trên đường, mình đã giật mạnh ra chỉ vì thấy ngại. Trước những dòng tâm sự này, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước xem xét của nam sinh. Nguyên văn bài đăng như sau. Con xin lỗi. Có ai đó đã từng một lần cảm thấy tự ti về gia cảnh của bản thân mình? Mình sinh ra trong một mái ấm gia đình không tồn tại đương kim, mẹ làm lao công còn bố đi làm việc xa, lâu lâu có khi cả năm mới về một lần. Nhà không tồn tại đương kim nên cũng tạm thời lắm. Trừ mấy thằng bạn chơi từ nhỏ tuổi gần nhà ra thì lũ bạn ở xa chả lúc nào mình dám dẫn về nhà chỉ vì xấu hổ với yếu tố hoàn cảnh nhà mình. Mẹ mình vất vả nên trong lam lũ lắm. Chỉ vì mẹ mình không trẻ đẹp, không quần là áo lược như mẹ người ta mà có những lần mình đã cư xử không phải với mẹ, điều đấy vẫn luôn luôn làm mình áy náy đến tận bây giờ. Nhớ lại có những ngày gặp mặt mẹ trên đường khi đi cùng lũ bạn, mình đã cố đi qua thật nhanh để tránh né mọi ánh mắt, để không người nào nhìn thấy, để không người nào biết rằng người phụ nữ đứng kia là mẹ mình. Có những lần mẹ khoát tay khi quất bộ trên đường, mình đã giật mạnh ra chỉ vì thấy ngại. Lại nhớ có những lần mình đã nói với mẹ tại sao mẹ bằng tuổi cô A, cô bờ mà nhìn mẹ già thế. Và điều vẫn luôn luôn làm mình thấy áy náy nhất là đã có những lúc mình chỉ muốn lên đại học thật nhanh để đi thật xa cái nhà này, để không phải nơm nớp thấp thỏm có ai đó biết kia là nhà mình hay người phụ nữ ấy là mẹ mình. Đã từng có những lúc mình khốn nạn và bất hiếu như vậy để đến giờ khi đã lên đại học, khi đã xa nhà, không thể được gặp mặt mẹ thường xuyên nữa rồi mình mới thấy trân trọng, mới biết thương mẹ thật nhiều. Lâu lâu về quê, thấy mẹ già hơn một chút, trên khóe mắt lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn và mái đầu đã bạc đi nhiều mà trong trái tim lại thấy hối hận về những việc mình từng làm. Con không chê phụ huynh khó, chó không chê chủ nghèo nên là đừng đứa nào có xem xét y như mình lúc trước để rồi tới lúc rời xa vòng tay mái ấm gia đình mới thấy nuối tiếc, mới biết trân trọng. Ngay sau thời điểm bài đăng được đăng tải, đã có tương đối nhiều chủ ý trái chiều nổ ra. Nhiều người cho rằng xem xét này thực sự rất bất hiếu và cho rằng cậu bạn nên biến hóa xem xét. Chẳng hiểu sao lại phải xấu hổ vì phụ huynh như vậy. Cuộc sống phía bên ngoài còn bao nhiêu bạn không tồn tại phụ huynh quan tâm phải tự mình lo cuộc sống thường ngày kia kìa. Bố mẹ bạn có lẽ rằng phải buồn và thay giọng về bạn nhiều lắm khi sinh ra một đứa con như vậy, bạn Khánh chia cho hay. Luôn nhớ rằng mái ấm gia đình là nơi ta bắt đầu, chở che, nuôi dưỡng, bao dung tất cả, mặc dù có khó khăn đến thế nào thì vẫn phải tự hào một điều là mái ấm gia đình mình không phú quý nhưng vẫn quan tâm vừa đủ ăn học đến tận giờ, đó là tự hào, là hạnh phúc, bạn Quỳnh bình luận. Chưa từng tê yếu tố hoàn cảnh mái ấm gia đình lúc nào cả. Lớn từng này rồi nhà cũng không giàu nhưng phụ huynh chưa cho mình sống khổ như nào cả. Nơi nào có mẹ nơi đó là bình yên nhất. Xa nhà mới thật nhớ nhà. Dù yếu tố hoàn cảnh có khó khăn nhưng ở nơi xa thì mãi mãi không bằng nhà được, bạn Du Du cho hay. Ba mẹ là chỗ dựa vững chắc và kiên cố nhất. Dù không phú quý như người ta nhưng nhất định không để mình thiếu thốn thứ gì. Chỉ là từ trước tới giờ chỉ mỗi câu nói con yêu ba mẹ vẫn chưa lúc nào.